Walmart đã chính thức chấm dứt 6 năm liên doanh với tập đoàn Ấn Độ Party Enterprise. Động thái này giáng một đòn với chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Ấn Độ và nhiều khả năng khiến các hãng bán lẻ quốc tế hãy nghĩ lại về kế hoạch mở rộng thị trường tại đất nước này. Là một tập đoàn lớn trên thế giới, Walmart luôn muốn tấn công vào thị trường bán lẻ trị giá đến 500 tỷ đô la Mỹ của Ấn Độ. Và từng bước đi của Walmart luôn được các đối thủ khác theo dõi sát sao. Bởi chính họ cũng luôn đau đầu tìm cách để gãy những hàng rào cản đường tiến vào đất Ấn Độ. Walmart đã có kế hoạch mở một chuỗi cửa hàng tại Ấn Độ, nhưng phút cuối là quyết định hủy ngang, thậm chí ngừng luôn 6 năm liên doanh với tập đoàn Ấn Độ, Bati Enterprise. Walmart cho biết sẽ mua đứt 50% cổ phần của Bati trong liên doanh. Ngay sau động thái của gã khổng lồ người Mỹ, các chuyên gia lập tức dò hỏi các hãng bán lẻ khác, bởi nhiều khả năng họ sẽ nghĩ lại về chuyện bước vào Ấn Độ, khi mà ngay cả Walmart cũng còn phải bỏ của chạy lấy người. Tesco, hãng bán lẻ của Anh cho biết sẽ kiên nhẫn chờ đợi những chính sách tiếp theo của chính phủ trước khi có những thay đổi. Thực tế, Ấn Độ đã nới lỏng quy định đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài từ khoảng một năm rưỡi nay, nhưng vẫn còn rất nhiều trở ngại. Ví dụ như đối với các hãng bán lẻ, mức đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đô la Mỹ và 30% hàng hóa bày trong các cửa hàng phải là hàng hóa sản xuất trong nước. Những khó khăn về mặt thủ tục pháp lý, cộng thêm sự bất mãn của người dân Ấn Độ khi chính phủ cho phép tập đoàn nước ngoài vào tranh giành thị trường đã phần nào làm nản lòng những ông lớn như Hòa Mạc, mặc dù họ luôn bị hấp dẫn bởi thị trường tiêu thụ 1,2 tỷ dân của Ấn Độ.